Em vị trí đi đầu. Tanker. Tanker. Em tanker nữa. À, thế là cặp đôi song sát đúng không? Không ạ. Không, không song sát. Đầu tiên thì mình cảm thấy nó hồi hộp ở những cái vòng đấu đầu tiên. Nhưng đã trải qua hai vòng đấu rồi, mình bây giờ mình cảm thấy nó rất là tự tin rồi. Không có vấn đề gì về lo lắng hay gì cả. Bây giờ mình chỉ có tự tin vào trận là mình sẽ chiến đấu hết mình thôi. Mục tiêu của đội em tại cái giải đấu này thấp nhất là sẽ vào vòng 8 đội SFL. Và mục tiêu xa hơn thì cố gắng hết mình thôi. Công việc mà em cực kỳ yêu thích, em được thoải mái tự là chính mình, vừa chơi vừa nói chuyện với các bạn mà nó vẫn ra tiền. Thực sự đấy là một công việc mà theo em thấy là nhiều game thủ hiện tại họ cũng rất là muốn, mà bởi vì đó là đam mê của mình, nhất là cái tựa game một kích nữa. Đây là một tựa game em đã chơi từ rất lâu rồi và em được stream trên tựa game, chơi tựa game đấy cho mọi người xem, giới thiệu cho mọi người về cái game một kích này. Em có theo dõi rất là nhiều giải trên thế giới, hầu hết là giải nào em cũng xem. Và có những giải em đã làm luôn caster, khi ở Việt Nam không có caster và em tự làm với caster, em livestream cho các bạn xem. Em thấy nó rất là vui bởi vì Việt Nam trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì không có giải đấu, cũng như là cái việc caster các thứ đều không có. Thế em thấy em tự đứng ra làm caster luôn, nó cũng rất là vui bởi vì em mình thì em vẫn làm vậy. Em thích tất cả các đội tuyển đến từ Brazil. Đó là một em hâm mộ bởi vì họ có lối chơi cực kỳ đặc biệt hơn hẳn so với những các nước khác. Lối thay đổi đội hình lẫn cả chiến thuật. Em nhận thấy đó là như ở Việt Nam hoặc là Trung Quốc thì sau khi vô địch vẫn đội hình đấy sẽ bán tiếp. Nhưng ở bên Brazil em thấy nó cực kỳ đặc biệt là khi vô địch xong loại luôn 4 thành viên và thay 4 thành viên khác vào bàn. Và hoặc là 2 hoặc 3. Họ chơi cực kỳ lạ luôn. Và em cái điều đấy là em chú ý và em yêu mến những đội tuyển đến từ Brazil. Em hy vọng rằng chúc tất cả các đội tuyển sẽ thi đấu tốt. Và mục tiêu chung đó là mang CS Việt Nam ra ngoài thế giới. Nếu mà đánh giá thế thì là hơi khập khiễng đối với em. Tại vì khi mà nói về tài năng trẻ ấy, thì nếu mà ở CS Việt Nam bây giờ thì tài năng trẻ hiện tại của mình, của CS của mình ấy, thì nó là Lucas và Hector là hai tài năng trẻ nhất của CS Việt Nam. Đấy là những người bắn hay nhất hiện tại bây giờ theo như bản thân mình đánh giá. Nên nếu mà sự xuất hiện của tài năng trẻ như bây giờ ấy, thì tức là có ý nghĩa lớn đối với tất cả những người vận động viên thi đấu như bọn em. Tức là khi mà con game CS bây giờ ấy, thì là có nhiều người, còn rất nhiều người đam mê và nhất là những tài năng trẻ. Khi mà tài năng trẻ lên ấy, thì tức là sẽ mang lại một lối sống mới cho CS Việt Nam và sẽ ganh giúp cho các đội tuyển khác ganh đua với nhau nhiều hơn để giành được nhiều danh hiệu hơn. Thực ra cái đấy là đúng chị ạ. Ngay đến đội của em thì cũng là chỉ là rau dưa so với cả Last Legend thôi. Thì bây giờ mọi người thì là thi đấu cũng sẵn sàng nhau hết rồi. Ngoài như kiểu Last Legend thì là người ta out meta quá rồi. Thì là team đấy là mạnh hẳn rồi. Thế nên còn cả các đội khác thì đúng là rau dưa. Em có lời khuyên cho tất cả các đội khi gặp Last Legend hoặc là gặp những đội khác không phải team em. Thì em nghĩ là giải đấu vừa rồi là trải qua được 2 tuần rồi, nhưng mà em cảm giác là các đội vẫn chưa thể hiện được hết sức mạnh của mình, vẫn còn lơ là trong việc tranh team.
chẳng hạn như hai đội mạnh như là BGC với lại VU là hai đội hạt giống nhưng mà đã bị loại trực tiếp tại giải đấu lần này. Em nghĩ là các đội còn lại phải cũng như là tranh tim và cố gắng luyện tập hơn khi gặp tất cả những đội khác và cả đội em. Em thì nghĩ là mọi đấy cũng như Lucas là mọi người không nên chủ quan, tại vì cứ nghĩ là tim yếu hơn thì sẽ là thua nhưng không vậy. Cái giải đấu thể thao điện tử này rất công bằng, chỉ cần đơn làm tí thôi là có thể ao và có thể chơi. Bọn em cảm thấy thì vào đấy nó rất là thoải mái, tại vì bây giờ mình trẻ mà, mình có nhiệt huyết mà, cứ lao lên mà bắn thôi. Last Legend là một đội rất là có thành tích. Dạ. Thì khi mà bọn em vào Last Legend thì lúc đấy cái suy nghĩ của bọn em như nào? À, cái suy nghĩ của em thì em coi các đội còn lại toàn là giàu với dừa. Cảm thấy như nào về đồng đội của mình? Em cảm thấy á, còn mấy ông già hết thời, trong đội anh em mình gắn điên, làm gì có thời mà hết. Cái cộng lưng tí à? Cái người cộng lưng. Em đã có người yêu chưa? Bọn em thì đều có người yêu hết rồi. Đều có người yêu rồi. Bọn em yêu nhau. Bọn em yêu nhau. em muốn gửi tất cả đến toàn Việt Nam luôn, chứ không cứ gì phải đội nào cả. Khi bám với em tuyệt đối phải bám nát tàu ngầm, tại vì không là có thể chết ở trên chó bất cứ lúc nào.